Hello các bạn, hôm nay tiếp tục sẽ là một video để bổ sung cho cái video hôm trước mình nói về cái chủ đề là tìm cái spare part của máy lạnh Riatan. Thì hôm nay sẽ có một cái mã cụ thể trong cái tình huống là khi mà mình tìm cái mã spare part, nhưng mà nó sẽ có hai mã thì mình chọn mã nào. Ok, thì bây giờ mình có một tình huống thực tế luôn là cái máy lạnh này nó bị hư cái bộ điều khiển, cũng là chính là cái màn hình hiển thị mặt trước của cái máy lạnh, mã của nó là 3303600. Rồi, đầu tiên á các bạn truy cập vào website ritam.com giúp mình ha. Xong mình bấm vào tìm kiếm nè. Mình đánh cái mã là 3303600. Rồi, mình bắt đầu tìm kiếm. Nó ra kết quả nè. Rồi, mình kéo xuống cái phần spare part. Đó. Thì cái màn hình ở đây các bạn thấy nha, cái phần spare part nó sẽ chia ra làm rất là nhiều cái bộ phận phụ tùng bên trong của máy. Thì ở đây cái màn hình nó là mã số 55, đó số thứ tự là 55 nè. Thì mình kéo xuống mình gặp là số 55, các bạn thấy không, 55. Nhưng mà ở đây nó sẽ có hai cái ô 55 luôn. Rồi cái cột này là gì, valid from là 3/8/2011, có nghĩa là những cái dòng máy nào mà sản xuất sau năm 2011 thì mình sẽ sử dụng cái mã này, tức là 3396667. Còn những máy nào sản xuất trước tháng 3 ngày 3/8/2011 thì sẽ là cái mã order code của nó là 3396281. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái máy nha. Mình coi nè. Rồi mình sẽ giúp các bạn coi là thử cái ngày sản xuất của cái máy này. Các bạn đây, ngày sản xuất của cái máy này các bạn, manufacturing date nè là ngày 08/11/2017, có nghĩa là sau cái ngày này, sau 2011. Vì vậy cái mã này là mã chính xác để thay thế, để đặt hàng về thay thế cái màn hình nếu mà nó bị hư đó các bạn. Tương tự như vậy, bộ điều khiển trên này nó cũng vậy, tất cả đều như vậy hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì hy vọng video này sẽ mang lại cho bạn một cái thông tin bổ ích cho các bạn, mà nhất là các bạn bảo trì nhà máy khi mà chọn spare part cho máy lạnh của Riatan. Cảm ơn các bạn.